Liệu bạn có muốn trở thành một chuyên gia tàu ngũ dọc không? Chắc chắn là ai cũng muốn rồi phải không ạ? Thế thì các bạn có biết là tôi đang cầm cái gì trên tay không? Đó, nếu các bạn chưa biết thì hãy phải xem lại ngay cái hệ thống kiến thức của mình. Còn nếu các bạn đã biết nó là cái gì rồi mà chúng ta làm từ trước mà nó chưa được chuẩn thì chúng ta cũng phải tạm dừng ngay lại để chúng ta hãy theo dõi video này của tôi. Bởi vì muốn trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực về tàu ngũ dọc, chúng ta phải nắm vững cái phương pháp mà tôi đang cầm trên tay này. Vì vậy, hãy theo dõi video này và đừng bỏ qua một giây phút nào bạn nhé. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Vũ Trần Đức Hải, giám đốc học viện thời trang IDM Paris của nhà làm viện đào tạo thiết kế thời trang. Thưa anh chị, mong ước trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực về thiết kế thời trang, tạo mũ dập là một mong ước mà tôi tin rằng tất cả các anh chị chúng ta đều đang nghĩ tới, phải không ạ? Thế thì khi mà chúng ta muốn trở thành những chuyên gia hàng đầu về tạo mũ dập thì đương nhiên là chúng ta phải biết rất nhiều kiến thức, chúng ta sẽ phải làm được rất nhiều kiểu mẫu, kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, để mà làm được tất cả nhiều kiểu dáng khác nhau thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải có một cái kiến thức rất nền tảng các anh chị ạ. Nhiều khi các anh chị chúng ta chỉ mong muốn chúng ta làm được những cái mẫu khó, những cái mẫu đẹp, nhưng mà chúng ta không có làm được và chúng ta không hiểu vì sao. Chúng ta đi học và chúng ta chỉ tập trung là cứ muốn học mẫu khó thôi. Nhầm chứ các anh chị, chúng ta phải dừng ngay lại cái việc mà tư duy như vậy. Muốn làm được những mẫu khó, chúng ta phải nắm thật chắc những kiến thức căn bản. Và ngày hôm nay thì tại lớp học này, lớp học của IDM Paris tặng các anh chị miễn phí sẽ dạy cho các anh chị cách để chúng ta tiếp cận một cái nền tảng kiến thức rất rất quan trọng. Để nếu mà các anh chị muốn trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tạo mẫu dập thì chắc chắn các anh chị phải biết cái kiến thức này nhá. Vì vậy là trước khi vào cái bài học này thì tôi muốn nói với các anh chị rằng đừng coi những cái video này nó là một cái video miễn phí thông thường, mà hãy hiểu rằng đây là một lớp học thực sự, đây là một lớp học nghiêm túc và chuyên nghiệp. Thì các anh chị cần chuẩn bị cho tôi mỗi người một quyển vở và cây viết để chúng ta khi mà học đến phần nào chúng ta sẽ ghi chép lại những điều quan trọng để kiến thức nó không bị quên đi, để kiến thức nó sẽ đọc lại với các anh chị. Vậy kiến thức ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học cái gì mà từ nãy giờ tôi nói rất là quan trọng như vậy? Thì thưa các anh chị, kiến thức hôm nay là một trong những kiến thức nền tảng trong thiết kế mẫu dập, đó là kiến thức xoay chuyển ly. Thưa các anh chị, xoay chuyển ly là một trong những kiến thức rất tuyệt vời, nó đơn giản nhưng rất quan trọng. Xoay chuyển ly, khi mà các anh chị hiểu được nó một cách sâu sắc, một cách chi tiết, một cách cụ thể thì nó sẽ giúp cho các anh chị có thể làm được hàng trăm, hàng nghìn mẫu khác nhau thiết kế. Wow, như vậy thì rất tuyệt vời phải không ạ? Vì vậy là hãy tập trung vào clip này để chúng ta sẽ sang phần học ngay bây giờ. Xoay chuyển ly, những phương pháp cơ bản và nền tảng nhất. Xin mời các anh chị. Chiếc đầm ôm cơ bản siêu chuẩn nhá. Form này tôi đã nói với các anh chị ở cái phần các cái bài trước nhá. Và từ nay trở đi thì khi chúng ta làm bất kỳ một cái mẫu nào thì theo cái quy trình mới bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu này rất là nhiều. Bởi vì làm bất kỳ một cái đồ kiểu nào, kiểu A, kiểu B, dài, ngắn, ôm hay là suông thì chúng ta đều phát triển từ cái form này. Cho nên cái form này nó rất rất là quan trọng. Ngày vừa qua thì gần 300 các anh chị đã liên hệ với tôi để mua cái bộ dập này. Thế các anh chị nào mà đang xem cái video này mà chúng ta chưa có bộ dập được trên tay thì chúng ta hãy gọi điện ngay cho tôi số 0912177625. Tôi vẫn đang có ưu đãi dành cho các anh chị nhá. Giá bây giờ là 360 và ngày hôm nay các anh chị xem video này thì nó sẽ chỉ còn 295. Ok. Và đây là cái phần mà hôm trước tôi đã hướng dẫn anh chị là tạo ra cái bộ dập bằng cái bìa cứng như thế này. Và đây là phần thân trước anh chị nhá. Thân trước đây. Các anh chị sẽ chuẩn bị cho tôi thứ nhất là cái bộ dập đằng trước phía trên này. Và thứ hai là cái phần giấy làm dập anh chị nhá. Đây là giấy làm dập này. Tôi đã cắt rất là nhiều rồi. Để sau mẫu dập này thì các anh chị có thể dùng bút chì nhá. Thường thì nên dùng bút chì, còn trong trường hợp này thì thôi tôi sẽ vẽ bằng bút dạ để các anh chị nhìn cho nó rõ hơn nhá. Quay thì dùng bút dạ nhìn cho nó rõ nét. Các anh chị có thể là nếu mà để cho nó chính xác thì chúng ta có thể dán băng keo. Dán tạm cái băng keo nhé, cho nó đưa xô lại.
Như vậy tôi đã sao rất là nhanh xong một cái mẫu dập như thế này nhá. Thì cái này anh chị có thể cất đi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm một cái kiểu xoay chuyển ly. Và ở đây tôi sẽ gọi là xoay chuyển ly vai các anh chị nhé. Bởi vì sau đây thì chúng ta sẽ xoay chuyển cái ly ben, gọi là cái ben sườn này, nó sẽ chuyển sang vị trí vai này nhá. Cái vai này thì các anh chị ở đây thì chúng ta sẽ chia đôi cái vai này ra, chia đôi cái vai này ra nhá. Bất kể điểm nào trên vai cũng được, nhưng mà ở đây tôi chia đôi ra để cho anh chị nhìn cho nó dễ. Ta kẻ một đường ở trên này xuống. Thế thì để mà thực hiện các cái bài xoay chuyển ly ben thì nó có một số các cái nguyên tắc sau đây các anh chị cần lưu ý. Có một số nguyên tắc sau đây các anh chị cần ghi nhớ nhá, lưu ý. Đầu tiên là để xoay chuyển được thì các anh chị phải biến những cái ly mà ở trên mẫu dập căn bản này, nó đang ở dạng mà các cái đầu nhọn của nó sẽ đang cách ngực là từ 1,5 phân đến 2 phân, từ 1 cm cho đến 2 cm, các chị đều thấy không, là nó cách ra như thế này. Lý do mà nó cách ra như thế này bởi vì để nó tạo ra cái hình khối cầu cho cái phần ngực, vì ngực của người phụ nữ thì nó không thể nào mà nhọn hoắt được, nó không phải là cái form nhọn hoắt như kiểu nhiều ở phần nón, như cái nón. Cho nên là khi mà người ta thiết kế thì cái công thức bao giờ nó cũng sẽ cách. Đây là cái đỉnh ngực này, đây là đỉnh ngực nhé. Đó, thì nó sẽ phải cách ra từ 1 cm cho đến 2 cm. Nào vào đây, cái đầu nhọn của những cái ly này nó phải cách ra như thế. Thì khi may vào thì nó sẽ cái chỗ này nó, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ là cái hình cầu rất là đẹp. Đó, thì đây là một cái lưu ý với các anh chị nào mà làm nghề chúng ta học ngày xưa, kiến thức ngày xưa chúng ta không hiểu. Đấy, không hiểu là cái này vì sao nó cách ra. Nó cách ra vì để nó tạo ra cái hình cầu đẹp. Có anh chị là may vượt qua khỏi đỉnh ngực thì như thế là sai nhá. Đấy, có những người không hiểu biết là may vượt lên. Có khi mình sao một cái mẫu của một cái thương hiệu đó, mình không biết về nguyên lý mà mình cứ sao, nên là nó lệch đi, lệch xiên xẹo thì nó sẽ sai. Vì vậy là cái form của mình nó sẽ không đẹp. Đó, thì hôm nay các anh chị đã học được cái kiến thức đầu tiên là tất cả các đỉnh ngực này thì cái ly nó sẽ được lùi xuống. Vì vậy là bây giờ khi mà chúng ta muốn xoay chuyển nó ấy, thì chúng ta lại phải biến cái ly mà đã lùi xuống này nó thành một cái ly nối vào cái tâm nhá, nối vào cái tâm cái đỉnh ngực này thì chúng ta mới xoay chuyển được. Chứ còn chúng ta để như thế này thì chúng ta lại không xoay chuyển được. Nên nối thì rất là đơn giản thôi, anh chị sẽ dùng cái thước, chúng ta sẽ nối từ điểm đỉnh ngực này, chúng ta nối xuống cái phần chân của cái ly này nhá. Lưu ý là nối đến phần chân của cái ly này nhá, là cái phần này này đó. Chứ đừng nối với cái phần này nhé, nối phần này là sai, mà phải nối phần chân. Ở đây cũng thế, các chị sẽ nối ở cái phần chân nhé. Thế thì tôi sẽ kẻ cái đường này xuống từ đỉnh ngực nối xuống phần chân. Đó, tôi đã cắt xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nguyên tắc thứ hai, tức là sau khi nguyên tắc thứ nhất là di chuyển nối các cái đỉnh ngực, điểm đỉnh ngực với các chân ly xong, nối xong, thì chúng ta sẽ đến nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc xoay chuyển các anh chị nhé. Thế thì các anh chị nên nhớ rằng bản chất của những cái ly này nhá, bản chất của những cái ly này, vì sao nó lại có những cái ly này, sao lại quần áo chúng ta đầm hay là áo sơ mi nó lại có những cái ly này, thì thưa các anh chị, cái này nó là một cái nguyên nó xuất phát từ cái việc mà cơ thể của người phụ nữ, cơ thể của chúng ta nó là dạng khối, tức là dạng 3D, nó có độ bề rộng, bề có chiều cao, chiều ngang và độ dày, và ở phía đằng trước nó có một cái khối ngực đó, khối ngực đấy. Cho nên là khi mà vải của chúng ta là dạng 2D nhá, vải là dạng mặt phẳng đúng không ạ, mà người thì lại là dạng 3D. Vì vậy muốn biến cái vải đó thành một cái sản phẩm mà mặc vào, nó ôm vào cái phần ngực, thì các nhà thiết kế, những người làm về mẫu dập, họ mới sau khi nghiên cứu thì họ mới
đưa ra những cái đường gọi là chúng ta gọi là đường ly hoặc là gọi là pen nhá, pen. Thì đây những cái đường này nó có tác dụng là biến cái thứ mặt phẳng 2D là vải, là giấy trở thành, thông qua sau khi chúng ta sập, chúng ta may những cái này vào thì nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm và dạng khối 3D để có thể chứa được cái phần ngực. Đó. Đó là lý do mà chúng ta thấy là xuất hiện trên những cái sản phẩm về thời trang, nó có xuất hiện những cái pen, những cái ly, là lý do là như vậy. Chúng ta cần phải hiểu bản chất của nó như thế thì chúng ta mới thiết kế được. Chứ còn các anh chị học và các anh chị ngày xưa học theo công thức 2D thì các anh chị cứ biết là vẽ cái pen này độ rộng là bao nhiêu thứ, chỉ biết như vậy thôi và không hiểu là lý do là vì sao nó phải có độ rộng như vậy. Đó, thì cái độ rộng ở đây, cái công thức này của chúng tôi đang nghiên cứu là một cái độ rộng nó rất là chuẩn và chính xác. Tức là gì? Là khi chúng ta may hai cái ly pen này lại thì nó sẽ tạo ra một cái form rất là ôm, rất là đẹp. Tất cả những cái đường như thế này là nó đã được nghiên cứu rất là kỹ. Đó, vì vậy nó sẽ liên quan đến cái nguyên lý thứ hai là nguyên lý bảo toàn khối nhá. Tức là gì? Chúng ta có xoay chuyển kiểu gì thì xoay chuyển thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là cái khối này nó sẽ giữ nguyên hình dạng của nó nhá. Giữ nguyên hình dạng của nó, của cái khối đấy. Có thể các cái đường cắt này nó khác nhau, cái đường ly này nó khác nhau, nó các cái hướng khác nhau, nhưng nó phải đảm bảo được chứa được cái khối của cái form cơ bản, tức là nó phải giữ nguyên được cái khối của form cơ bản. Vì vậy là khi mà chúng ta xoay chuyển ly thì chúng ta có thể một ra thành 1, 2 hoặc 3 ly tùy nhá. Nhưng những số ly đấy, cái độ, cái góc của nó ấy, cộng vào với nhau nhá. Cộng vào, đây là các góc này, đây là tôi gọi này là góc 1 nhá, và đây là góc số 2. Thế thì góc số 1 và góc số 2 cộng vào với nhau thì nó sẽ ra một cái con số bao nhiêu đó. Tôi không quan tâm lắm, không quan tâm cái đấy, bởi vì là cái form này nó chuẩn rồi, không cần quan tâm. Nhưng tôi chỉ biết rằng là nếu tôi xoay chuyển ly thì cái ly, thí dụ bây giờ là tôi muốn xoay chuyển là chỉ còn một cái ly ở phía trên này thôi, thì tức là cái ly này nó sẽ phải rộng bằng hai cái góc của ly này cộng lại với nhau, được chưa? Nếu mà bây giờ tôi muốn là vừa có ly ở trên này, vừa có ly ở phía dưới này thì mà lại bỏ cái ly này đi, thì có nghĩa là gì? Là tôi sẽ chuyển từ cái ly ở sườn này sang cái ly ở vai này, được chưa? Thì cái góc ở ly ở vai này nó sẽ phải bằng góc ở sườn, được chưa? Nói thế để các anh hiểu bản chất của việc bảo toàn khối. Nghe có vẻ nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm rất đơn giản, không phải suy nghĩ gì cả nhá. Chúng ta sẽ dùng phương pháp xoay chuyển ly ngay bây giờ. Đầu tiên các anh chị sẽ muốn là cái đường cái phần ly nào nó bỏ nó đi thì chúng ta sẽ cắt nhá. Phần ly nào mà chúng ta muốn bỏ nó đi thì chúng ta sẽ cắt trước một đường ở cạnh của nó. Đó. Sau đó chúng ta sẽ cắt đến cái đường mà chúng ta muốn, cái đường ly mà chúng ta muốn tạo mới ra ấy. Thì là đường này đúng không ạ? Đó. Chúng ta cắt gần tới để nó dính một chút giấy lại nhá. Còn chẳng may cắt rời ra thì cũng không sao, nhưng mà nên để dính lại một chút. Và sau đó chúng ta sẽ, sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ thực hiện cái động tác gọi là xoay chuyển ly nhá. Các anh chị nhìn này. Đó, xoay. Chúng ta, tôi sẽ sập cái ly sườn này lại đúng không, để nó sẽ biến mất. Đó. Và khi mà chúng ta sập này lại thì lập tức là cái ly này ở phía vai nó sẽ mở ra. Anh chị thấy không? Đấy là dùng từ là xoay chuyển ly là như thế. Xoay để chuyển ly sườn qua ly vai. Và ở đây cái góc này tôi không cần đo, nhưng mà tôi biết rằng cái góc vừa mở cái ly vai này nó sẽ bằng đúng bằng cái góc của ly sườn. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đấy, thì nó sẽ bảo toàn được cái góc, cái khối đúng không? Cái độ lớn của khối. Chứ nếu anh chị mà để như này nhá, và mình bỏ cái ly sườn này ra và cái này không đóng vào đây thì nó sẽ bị sai. Trừ khi là các anh chị muốn có 3 ly, 1, 2, 3 thì ở đây vẫn còn một cái ly nhỏ như này thì nó lại được. Nhưng mà chúng ta bỏ nó đi mà chúng ta đóng không hết thì nó sẽ thành sai khối nhá. Thế thì đã muốn bỏ nó cái ly này đi thì mình phải đóng hết cái ly đó lại. Đó. Và sau đó là chúng ta sẽ dùng cái băng dính chúng ta dán cố định lại. Các anh chị thấy rất đơn giản phải không ạ? Khi mà tạo một cái ly vai như này, chỉ việc đơn giản xoay như thế thôi. Tuy nhiên để mà xử lý sâu hơn, để mà có một cái form nó đẹp á, thì
chúng ta sẽ phải còn thực hiện một bước nữa gọi là bước tinh chỉnh. Thì cái bước này tôi sẽ nói sau anh chị nhé. Chúng ta chỉ đang dừng lại ở cái phần mà xoay chuyển ly này thôi để cho anh chị nó dễ hiểu. Thì nhiều kiến thức quá là anh chị nó rối. Thế thì sau khi mà tôi xoay chuyển xong như thế này thì tôi sẽ đặt cái miếng này lên một cái tấm giấy bìa cứng để mà tôi sẽ sao ra. Và tôi muốn sử dụng cái miếng giấy bìa cứng đấy để bắt đầu thực hiện xoay chuyển ly cho các cái form, cho các cái kiểu ly khác. Thì ở đây tôi đã sao trước rồi nhé, để cho tiết kiệm thời gian thì tôi đã sao trước. Đấy, một cái bìa cứng như thế này, các anh chị thấy là tôi đặt vào đây, đúng không? Sẽ khớp đúng như là cái hình mà xoay chuyển, nó y hệt nhau thôi. Nó chỉ khác là cái bìa này thì tôi đã bổ sung cái phần mà ly vừa mở ra thì tôi sẽ bổ sung vào cái giấy cho nó liền nhau nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ, các anh chị có thể nhìn kỹ hoặc chụp lại màn hình cái hình ảnh này nhá, là chúng ta sẽ vẽ ra một cái tờ bìa như thế này và sau đó chúng ta sẽ vẽ các cái đường ly. Thì ở đây chúng ta có một số các cái ly sau, cơ bản sau là các anh chị cần vẽ vào. Tức là ở đây thì chúng ta đã có một cái ly dọc này rồi, đúng không? Là giống cái ly cơ bản. Chúng ta sẽ có một cái ly bend sườn. Tiếng Anh, tiếng nước ngoài thì họ gọi là bend. Đây, chữ bend này. Vì sao nhiều người gọi là bend, nhiều người gọi là ly? Thì ly là của Việt Nam, còn nước ngoài gọi là bend nhé, bend. Đấy. Thì cái bend sườn này là nó cũng theo cái bend cơ bản, nhưng mà ở đây thì tôi đã sập lại rồi, tôi đã sập cái bend sườn này rồi và nó sẽ mở ra cái bend vai, được chưa? Đó, thì dấu bấm này để chúng ta sẽ bấm vào đây. Đó. Đây là dụng cụ bấm dấu rất chuyên nghiệp, anh chị thấy không? Bấm vào đây nó đẹp luôn, sắc nét luôn. Anh chị nào chưa có cái này thì nên sắm cho mình cái này nhé. Tại học viện thì cũng có bán bộ combo dụng cụ chuyên nghiệp cho những anh chị nào mà có nhu cầu quan tâm. Yeah, mua ở học viện này thì một lúc là được 9 món luôn, 9 món đồ chuyên nghiệp luôn, rất là hay. Chứ anh chị mua lẻ ở ngoài thì nó rất là vất vả mà nó lại bị đắt. Đấy, mình mua này combo này nó sẽ rẻ hơn. Nhắc ngay máy lên gọi số 0912177625 mua bộ combo này. Đấy, tôi bấm một loạt các cái đường như thế này. Và chúng ta sẽ cần một cái dùi như thế này. Yeah, đây là cái dùi nhọn này. Thì chúng ta sẽ cắm vào vị trí đỉnh ngực, cắm như thế này. Đấy, cắm như này để có thể xoay này, được chưa? Đấy, thì các anh chị nào đương nhiên mình có một cái mặt bàn bằng gỗ thì mình cắm vào cũng được. Đấy, cái mặt bàn mà bằng gỗ mà cái loại gỗ xịn xịn ấy, cái bàn mà mấy chục triệu cắm vào cũng được. Cắm loại đấy thì nó mới thích. Rồi, nói giỡn đi thôi, đừng có cắm vào mấy bàn mấy chục triệu hỏng hết bàn. Kiếm một cái thanh gỗ ván đấy để chúng ta làm. Còn không chúng ta sẽ mua cái tấm mặt cắt tự liền này này, như của tôi này, thì nó chuyên nghiệp hơn nhá, chúng ta cắm vào thoải mái. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện động tác xoay chuyển ly với phần ly cổ các anh chị nhá. Các anh chị theo dõi này, tôi sẽ vẽ đường trục, tôi sẽ vẽ đường trục chính giữa trước nhá. Thế thì cái ly cổ này nó sẽ có hai phương án xoay chuyển ly. Một là chúng ta sẽ chỉ xoay phần ly này và phần cổ này thôi. Hai là chúng ta muốn xoay cả cộng cổ, cả phần ly dòng này và ly ở vai này vào phần cổ. Thì nếu anh chị cộng dòng cộng cả hai cái vào phần cổ thì chúng ta sẽ làm như sau nhá. Chúng ta sẽ vẽ phần này. Đây, chúng ta sẽ vẽ đường dòng này và đi đến đây nhá. Đi đến đây thì chúng ta đến phần này thì chúng ta sẽ dừng lại. Và sau đó vì chúng ta sập cái ly này lại, muốn sập cái ly này lại đúng không? Muốn bỏ nó đi, triệt tiêu đi. Thì chúng ta sẽ xoay. Xoay vào đây, được chưa? Đấy, đang di chuyển nhá. Từ một cái điểm này, cái chân bên này chúng ta sẽ xoay sang đây. Đó, sau chúng ta vẽ tiếp. Sau đó chúng ta vẽ các phần khác như bình thường. Đến phần vai này thì chúng ta đến cái cạnh này chúng ta dừng lại nhá. Bởi vì bây giờ chúng ta muốn sập nốt cái ly này lại đúng không? Để nó dồn ra đây. Đó. Thì chúng ta lại xoay từ điểm này đến đây. Khi nào bắt đầu nó gặp cái điểm này thì dừng lại, được chưa? Đó. Và cái này nó sẽ dừng ở đây, được chưa? Đó.
cái phần cổ này thì tôi xoay sang đây, xoay cái trục giữa này và tôi sẽ vẽ ở đây. Rồi. Và tôi sẽ nhấc cái này ra. Và tôi sẽ nối bên giữa đỉnh ngực với cái điểm này. Đấy, thì anh chị thấy là cái ly này bây giờ nó mở ra rất là rộng, đúng không ạ? Cái phần ven cổ này này rất là rộng, bởi vì nó được cộng tổng của cái ly vai và ly dọc ở đây, tức là hai cái ly vào đây là nó rộng là đương nhiên. Nên các anh chị sẽ nối cái thước này với nhau nhá, để mình tìm cái đường điểm chính giữa. Điểm giữa đây là điểm số 5 này. Và chúng ta sẽ kẻ xuống đây. Và từ đây thì chúng ta sẽ lấy lên 1,5cm nhá. Đấy. Và cái ly này thì nó sẽ có hình dạng chiếu xuống như này. Sau khi gấp chúng ta đặt đây nhé, yeah. Chúng ta đặt đây, nó sẽ trùng khít như thế này, yeah. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt, một là chúng ta muốn dạng reset thì chúng ta phải buộc phải để nguyên như thế này thì nó sẽ dạng reset nhé. Còn hai là cái đường này chúng ta muốn biến thành cái đường gọi là đường may, đường can ấy, thì chúng ta sẽ cắt thủng nó đi, thì nó sẽ bỏ cái này đi, cắt thủng đi và chúng ta may thì nó sẽ được thành một cái đường can nhá, can chết luôn, may thành ly chết luôn chứ không phải reset nữa, được chưa? Còn reset thì chúng ta để nguyên như thế này. Đấy, các chị thấy không? Rất đơn giản để tạo ra một cái đường như này, chúng ta gập vào, chúng ta cắt ra. Đấy, có dễ hiểu không ạ? Đó, và cái này thì chúng tôi sẽ cắt luôn cái hình như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở cái ly ven số 3 ở trục giữa nhé. Các chị theo dõi kỹ nhé, tôi sẽ làm nhanh hơn để cho thời gian nó kịp thời gian. Ở đây sau khi chúng ta cắt xong các cái cạnh này thì nó còn cạnh còn lại này, là cạnh giữa này, thì chúng ta sẽ có hai phương án. Một phương án là phần phía dưới này nó liền nhá, thì nó sẽ mở phần trên này xuống, đi xuống đây và xuống cái ly này. Phương án thứ hai là phương án mà phía trên liền, phía dưới không liền nhá. Và phương án thứ ba là phương án mà sẽ rời toàn bộ cả trên cả dưới. Thì ở đây tôi sẽ chọn phương án thứ hai, là phương án ở phía trên này nó sẽ liền. Thì đây là ký hiệu liền, gập đôi vải nhé, gập đôi vải. Đây là ký hiệu gập đôi vải nhé.
thì coi như ở trên này nó gấp đôi đó. Thế thì tức là trên này, ở đây phía dưới này nó sẽ có đường cắt này. Rồi, rất đơn giản phải không ạ? Các anh chị đang xem thì hãy chia sẻ mạnh cái video này đi, bởi vì là cái này kiến thức cực kỳ quan trọng. Chia sẻ để lưu lại đi các anh chị ơi, nhá. Chia sẻ đi, rất là quý đấy. Và cho một chàng có tay thật lớn, ngồi một mình cũng có chàng có tay đấy. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến số 4. Suy nghĩ xem là xếp vào, hất vào bên nào. Ví dụ đây là tôi đang làm cái ly xếp, hất vào cái giữa chẳng hạn, tôi sẽ gập như này nhá. Chúng ta xếp vào cái giữa thì chúng ta gấp như thế này, đúng không ạ? Lật ra như thế này. Đấy, đây là xếp vào giữa. Đó, thì chúng ta sẽ gập này và chúng ta sẽ cắt. Đó, còn nếu mà chúng ta xếp ngược lại thì chúng ta cũng phải xếp ngược lại, sau đấy chúng ta cắt nhá, thì nó sẽ tạo ra cái hình này nó khác nhau các anh chị ạ nhá. Và cái đấy là cái phương án thứ nhất là ly xếp. Còn phương án thứ hai là đường, nó là đường may chiếc, đường may cố định á, không phải xếp, thì các anh chị sẽ phải cắt thủng luôn này, bởi vì cái này nó đang rất là to nhá, cắt thủng nó luôn đi cho nó đỡ dày, để cũng được mà nên cắt. Đó, được chưa? Rồi, đã xong ly tiếp theo là ly số 4. Đây là bên, gọi là bên chéo. Nên chéo giữa trục giữa cộng đi dọc, được chưa? Và cái này là số 4. Đó. Ok, chúng ta sẽ xem sang phần tiếp theo. Ở đây số 5. À, các anh chị cố gắng theo dõi nhé, bởi vì là hãy theo dõi đến cuối, bởi vì phần cuối mới là những cái phần đặc biệt này.
Riêng phần ly này thì thường người ta sẽ không làm ly xếp quay chị ạ, bởi vì cái này nó quá to, xếp vào thì thường nó sẽ không đẹp đâu. Thế thì và nó sẽ bị bung ra, cho nên là cái phần này ấy, thường là cái này người ta sẽ làm là ly chiết, tức là thành một cái đường chắc ở đây. Đấy, thì tôi sẽ cắt luôn thủng cái này luôn nhá, mình sẽ không làm ly xếp thì mẫu kia nữa. Đó, mỗi một ly nó sẽ có một cái tính chất khác nhau chứ không phải giống nhau đâu, mỗi một vị trí á. Lại xong rồi, rất là nhanh. Tiếp đến số 6, vẽ nách thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ từ phần vẽ nách này nhá. Đấy, đi vào này. Thưa các anh chị, là cái bên mà ở phía nách này thì nó cũng giống như bên chéo, tức là thường thì tôi thấy sẽ người ta chúng ta sẽ may chiết nó vào nhá, may ca nó vào như thế này nhá, chứ ít khi mà người ta sẽ xếp cái ly này, bởi vì xếp cái bên này thì nó sẽ thường sẽ bị bung ra nên người ta sẽ không xếp đâu nhá. Và cái này là bên nách nhá, và đây là bên số 6 nhá, tôi đặt tên là bên số 6. Và bây giờ tôi sẽ điểm lại từng mẫu một để các anh chị nhìn xem để chúng ta nhớ được nhé. Từ phong cơ bản thì chúng ta sẽ ra cái loại bên đầu tiên là chuyển bên sườn lên bên vai nhé. Lúc này ở đây thì chúng ta sẽ vẫn có hai bên là bên vai và bên dọc. Phần xoay chuyển ly căn bản thì là đến đoạn này là cũng rất ok rồi. Nhưng tuy nhiên để mà có được cái form nó may nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ còn một cái bước gọi là bước tinh chỉnh nhá. Bước tinh chỉnh thì sau đây vì không có thời gian thì tôi sẽ làm thử một mẫu tinh chỉnh một cái ly, ví dụ ly số 5 này, để cho anh chị sẽ hiểu được là vì sao chúng ta phải tinh chỉnh nhá. Ở đây các anh chị sẽ thấy là trong quá trình tôi biến đổi là nối cái ly cái đầu nhọn này của cái ly này từ đỉnh ngực xuống đây, thay vì là cái ly căn bản nó nằm đây, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà nó nối thẳng đây thì chúng ta sẽ bỏ qua hai cái điểm này, đúng không ạ? Hai cái điểm này các chị thấy nó nhô ra không? Cái điểm này nó nhô ra bởi vì theo form căn bản là nó sẽ tạo ra thành cái chân ngực để cho cái quả ngực nó sẽ ôm, nó sẽ đẹp, và chỗ này chân ngực nó sẽ phẳng, nó sẽ đẹp. Thế thì khi mà chúng ta nối thẳng như này thì vô hình chung là nó sẽ tạo ra cái phần thừa ở đây, đúng không? Mình nối thẳng này, mình không đi ra đây nữa thì nó sẽ phần thừa đây. Và nếu anh chị may thẳng như này thì sau này cái phần phía dưới này nó sẽ không ôm, nó sẽ thừa một đầu. Và đấy là lý do vì sao cái form nó sẽ không đẹp. Đấy. Vì vậy chúng ta sẽ phải tinh chỉnh bằng cái phương pháp như sau. Anh chị nhìn đây, ở đây thì khi mà chúng ta chuyển sang cái ly số 5 này, đúng không? Thì cái ly số 5 này của chúng ta nó cũng bị thẳng như vậy, y hệt như thế. Đấy. Thì vì vậy là chúng ta sẽ có dùng một cái phương pháp. Anh chị lấy cái thước, anh chị đo là bao nhiêu phân, ở đây là 10 phân. Thì chúng ta cũng sẽ đo từ đây xuống 10 phân, 10cm, đúng không? Ở đây. Thế thì tại vị trí này là vị trí chúng ta sẽ phải đánh âm nó vào, được chưa? Đánh âm nó vào. Ở đây chúng ta dư mỗi bên là nó khoảng 8mm nhá. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ đánh
xin lỗi, ở đây mỗi bên là 5mm thì ở đây chúng ta sẽ đánh tất cả đều âm vào 5mm nhé. Đấy, âm vào 5mm này. Và sau đấy chúng ta sẽ nối từ cái điểm đồng nhau này ra đây nhé. Nó sẽ tạo thành cái hình như thế này. Bay lên nó mới đẹp được anh chị nhá. Đó, đấy là gọi là bước tinh chỉnh. Đấy, các ly còn lại cũng như thế, nhưng mà các ly còn lại thì nó sẽ phụ thuộc vào ly nó nằm ở vị trí nào. Nằm ở vị trí này thì nó khác, nó nằm trên vị trí này, trên này nó lại khác, nằm ở đây nó khác các anh chị nhá. Đó. Thế thì để mà biết được hết cái này thì bởi vì thời gian nó không cho phép, video này nó đã quá dài rồi. Cho nên là các anh chị muốn có một cái nền tảng vững chắc hơn nữa, tức là ngày hôm nay thì tôi đã dạy cho các anh chị cái mà rất là quan trọng rồi, nhưng mà các anh chị nào muốn đi xa hơn nữa, trở thành một bậc thầy về làm về thiết kế thì tôi khuyên các anh chị nên đầu tư, chúng ta đi học cái lớp chuyên nghiệp của bên tôi nhá. Các anh chị sẽ được học sâu hơn, và tại các cái trong cái khóa học 6D online ấy, là riêng chỉ bài một bài thôi, bài xoay chuyển ly thì đã dạy cho anh chị 20 cách xoay chuyển ly. Ngày hôm nay thì chúng ta mới học được 6 kiểu thôi, và chúng ta còn rất nhiều kiểu nữa mà các anh chị không biết. Chúng ta có 20 kiểu này là có những kiểu từ căn bản đến nâng cao, có những cái kiểu mà rất cao cấp, rất là khó, nếu các anh chị không học thì anh chị không thể làm được. Ngày hôm nay thì 6 kiểu này nó chỉ là 6 kiểu đơn giản thôi. Các anh chị thấy học đã thấy rất là quan trọng đối với mình rồi đúng không? Vì vậy, đừng có chần chừ gì nữa. Đừng chần chừ, bởi vì các anh chị chần chừ các anh chị sẽ phải trả giá rất đắt. Hãy nhanh chóng gọi điện theo số 0912 177625 để đăng ký ngay khóa học 6D online đang có ưu đãi rất lớn. Các anh chị không gọi ngay, không liên hệ ngay với chúng tôi thì cái ưu đãi này nó sẽ mất đi nhá. Và đằng nào chúng ta cũng phải đi học, hay đi học ngay, đi học sớm để chúng ta sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất, và quan trọng các anh chị sẽ biết được kiến thức sớm hơn người khác. Ok nhá. Rồi. Vâng, thưa các anh chị, như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị cách xoay chuyển ly căn bản 6 kiểu. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đây không phải là các video miễn phí bình thường. Đây là các bài học thực sự, đây là lớp học thực sự. Vì vậy các anh chị hãy nhìn nhận những cái video này như là những cái bài giảng thực sự chuyên nghiệp và nghiêm túc, bằng cách là hãy chuẩn bị cho mình những cái giấy bút khi mà chúng ta xem những cái video này, và chúng ta đến đoạn nào là chúng ta hãy vẽ, hãy viết ra những cái điều quan trọng để các anh chị sau khi xem xong video thì kiến thức nó không bị trôi đi, nó không bị quên đi, mà kiến thức nó sẽ lưu lại với các anh chị. Và chúng ta hãy cùng quay sang nói chúc mừng nhau, hãy comment ở phía dưới. Chúc mừng bạn đã cùng xem video này với tôi, video tuyệt vời này với tôi trong lớp học này. Hãy chúc mừng nhau. Và thực ra tôi làm những video này thì tôi muốn tặng tất cả những kiến thức tuyệt vời nhất cho anh chị. Làm rất mất công, mất sức, nhưng tôi không cần phải mong những cái lời cảm ơn của anh chị. Mà điều tôi mong mỏi nhất đó chính là sau khi các anh chị xem xong cái bài giảng này, các anh chị hãy thực hành. Làm ơn hãy thực hành. Bởi vì điều đó nó sẽ đem lại kiến thức tốt cho các anh chị. Bởi vì điều đó nó sẽ giúp cho nền thời trang của Việt Nam của chúng ta nó sẽ phát triển. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Đó là điều tôi mong muốn nhất. Thưa anh chị nhá. Và ngày hôm nay thì các anh chị đã biết được những cái điều mà rất căn bản, những cái điều mà nền tảng để các anh chị trở nên thành những người làm mẫu sập chuyên nghiệp. Vì vậy là các anh chị nào mà muốn đương nhiên để chúng ta thực hành được những cái này thì chúng ta sẽ phải có những cái dụng cụ chuyên nghiệp. Thứ nhất là cái bộ sập. Chúng ta cần phải có bộ dập chuẩn như thế này nhé. Tôi nhắc lại, nếu các anh chị nào chưa có thì hãy gọi ngay số trên màn hình để chúng ta có thể mua được cái bộ dập này. Trong thời gian vừa rồi thì đã có gần 300 người đã riêng ngày hôm qua đã gọi điện cho tôi để có bộ dập ở trên tay. Thì nhắc lại là các anh chị nào chưa có, hãy có ngay cho mình trên tay cái bộ dập này. Tiếp đến là những cái bộ dụng cụ nhé. Các anh chị cần phải có những cái dụng cụ để chúng ta làm nó sẽ chuyên nghiệp. Thước cong này, thước kỹ thuật, bấm dấu và còn lăn. Những cái dụng cụ này các anh chị mua ở ngoài thì nó vừa là lắt nhắt, nó vừa đắt mà nó rất là bất công. Các anh chị mua combo gọi điện đến học viện thì chúng tôi sẽ bán cho anh chị một cái combo giá rất là ưu đãi, và đặc biệt là nó đủ đồ, nó có 9 món tất cả nhá. Có rất nhiều trong đấy nó còn kèm cái quà tặng nữa, rất là tuyệt vời.
Rồi, tiếp đến là các anh chị nào muốn đi xa hơn, muốn trở thành người làm bóng dập chuyên nghiệp, thì cái việc mà bồi bổ kiến thức cho mình và đầu tư kiến thức cho mình là việc không thể không làm được nhá. Mua những cái dụng cụ đã quan trọng rồi, nhưng mà việc chúng ta mua kiến thức cho chúng ta chuyên nghiệp là rất quan trọng. Bởi vì chúng ta không thể chỉ dựa vào những cái video miễn phí này của tôi. Những cái video miễn phí này là rất là hay rồi, nhưng mà để tiến xa hơn, để có một cái kiến thức nền tảng và bao quát tất cả kiến thức mà các anh chị có thể làm được, thì chúng ta sẽ phải gặp nhau trong khóa chính thức của các anh chị. Nó phải mất tiền thì chúng ta mới tạo ra tiền được. Còn nếu các anh chị chỉ suy nghĩ tôi sẽ chỉ học miễn phí thôi để tôi làm những thứ ra có tiền, thì chắc chắn sẽ không được đâu. Bởi hãy nhấc máy và gọi điện ngay cho chúng tôi để các anh chị biết được thông tin về khóa học và thông tin ưu đãi của khóa học 6D online đang diễn ra rất tuyệt vời. Đã có cả trăm người đã đăng ký tham gia khóa học này, họ đang học và đã thu được lại giá trị rất là tốt. Vì vậy, các anh chị đừng đợi chờ nữa, đừng trì hoãn nữa, đừng chậm trễ nữa, hãy trở thành con người quyết đoán, quyết tâm đem lại kiến thức cho chính mình. Vâng, đến đây tôi xin nói lời kết thúc và chào tạm biệt các anh chị. Xin hẹn gặp lại các anh chị tại bài giảng tiếp theo. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh, và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.